5 triệu đời không nổi rồi. Cả nhà ơi, Alice về rồi. Mình gửi cái máy cho Tiếng Ngọc rồi. À Trong được không sao. Mình gửi cho Tiếng Ngọc rồi. Alice ship cho Tiếng Ngọc. Cái đó mình mua ở Việt Nam. Vậy đó đi coi. Vậy đó. 50 triệu đời không nổi rồi. Đồ đạc. Cả nhà ơi. Lũ cũ rồi. Đó. Mấy cái đồ này cơ mà rồi. Chào cô, ông Phụng Thầy Nhan đang ở cái ở Việt Nam nè bạn yêu. Nãy giờ nóng quá mình đi ra ngoài đường đó bạn. Chịu đợi không nổi rồi mình phải vô phòng này thôi. Nó chảy mồ hôi tùm lum hết trơn á. Ở Việt Nam chịu đợi không nổi rồi nóng quá đi. Chắc mình về Nha Trang cũng vậy, mình ở trong nhà mình đó bạn ơi. Ở trong chui trong máy lạnh nằm không. Đi xuống Nha Trang thì mình tắm biển nó mát, hiểu không? Nhưng mà căng cái là mình nó nắng nó ám cho 110 mình luôn á bạn yêu. Giờ làm sao, quê hương xứ sở mình vậy là phải chịu rồi đúng không? Mình ở bên đây nó quen rồi, ở Pháp nó lạnh quen rồi, về đây nóng là phải chịu thôi. Đất quê hương tứ tổ quê mình mà. Nóng quá chịu đời không nổi luôn, nãy chất này chất sáng rồi. Bạn khỏe không? Cảm ơn bạn vô ủng hộ nha. Ai muốn vô nữa nè. Các bạn mà. Ủa bạn ở Sài Gòn ở đâu vậy? Mình đi về Nha Trang. Con mình kêu mẹ ở nhà. Cảm mẹ ở nhà chờ con lại xe lại rước nè. Chào chị Lê Duyên nha. Chào Minh Lê, về Việt Nam rồi, đang ở khách sạn nè. Đang nằm ở trên cái máy lạnh bên đây nè. Cho anh chịu đợi nổi chiếc Minh. Chào anh Quang Lê nha, anh trai. Chịu đợi không nổi. Phải chui vô đây nằm. Vô đây ngồi. Ngồi trên sao giờ, đúng không? Ở ngoài đường nóng quá chịu đợi không nổi rồi. Mới đi con chút xíu. Chứ tối mình nó còn. Mỹ Nguyễn. Alice đi lại về rồi. Tại con nó gọi điện thoại nó nói mẹ ở nhà chờ con xe lại. Mình sắp đi rồi. Về Việt Nam chán á, không có đeo vàng dầm gì được á. Đeo ba cái kiểu thôi. Vàng dầm đem ra. Vớt vô trong vỏ hết, đâu có dám đeo cái gì đâu. Về Việt Nam, về Nha Trang cũng vậy á. Không dám đeo cái gì. Đeo cái gì. Chết thêm mới làm gì đúng không? Vàng dầm mà không có đeo được cái gì á. Nó bớt cái là mất công á. Ta nói cái này là mình dí người ta vào cái con đường tội lỗi cả nhà, hiểu không? Không đáng gì mà ta chơi ta trải mình sao đúng không? Mình chết sao? Không có gì á, còn chưa đâu, còn ở nhà bà chị bà để mà thôi. Quay vắng dầm làm gì đúng không cả nhà? Mình đeo đồ kiểu cho nó đẹp đi. Cái này nó cũng biết đâu. Nó tưởng là hộp chân chân á, nó có biết đâu. Biết họ người mà biết xài thì họ biết. Còn người mà dân mà kiểu mà giật giả đồ chỉ biết vàng là được rồi. Chào Khê Nguyễn nha. Xăm thấy con lúc nào cũng hỏi cô thấy con không? Xăm thấy. Cô đang ở trong khách sạn. Chào Trung Mương Lậu nha em. Giờ biết sao giờ. Mình ở đây có chút xíu mình đi rồi. Tối hôm qua lại xong giờ bắt đầu chuẩn bị đi. Giờ muốn đi ra đường cũng được nữa. Tại vì con mình nó nói mẹ ơi con đang chuẩn bị xe đi giờ. Mà có nói mình không dám quay đâu cả nhà. Nghiệp miền Tây. Chào Nghiệp miền Tây. Ô nô, chào mẹ Bí Đạt. Chào con nha, mẹ Bí Đạt. Anh quen nói gì hà? Cô lo đứa anh gửi Úc Tâm Hà Lan giữ dùng cho. Nó có vàng rồi anh ơi. Nó đầy vàng hộp tròn của nó là. Mà cái rổ nó bưng ra nó liền mình lỗ đầu đó anh.
mình chơi không lại nó đâu anh. Hộp xong mà nó quăng lỗ đầu á, mình mà dàn dầm là đáng gì nó. Mình chỉ hộp lụ thôi, hộp lụ nhỏ nhỏ thôi, mình nghèo quá mà, đúng không, hộp lụ nhỏ thôi. Chứ còn mà nó là vàng mà nó chơi nó để trong bếp á, trong cái tủ chén á, là biết nó có vàng hộp tròn nhiều rồi, đúng không? Tại mình anh nói em có nói, chứ còn nó nói nó là gì, nó không nên đáng nói, đâu có gì nó là cái gì đâu, mà nói nó chỉ làm gì để nó nổ được, nó nổ đi trên cầm bàn này, ai muốn nổ nổ gì, đúng không? Nổ đâu có tốn tiền đâu nổ. Ủa in bút tay chưa được ra phân đâu, là bút tay pho tôi tay lên rồi qua quy nóng quá trời phải uống nước. Cho nước xuống nãy ăn phở mua ra đó. Coi nè, khách sạn gì đâu, nó để gì vậy nè. Trời, khách sạn gì mà con mình nó lấy có 700-800 mà đêm đây à. Còn nó thì nó ở khách sạn lớn, mùa nội nó nói cha mẹ con ở 4 ngày, con phải lấy khách sạn ngon. Còn Úc Tâm, giờ tao giống mày nha. Đó, tao kê gì nè. Đó, kê bưởi lên. Bưởi nó bưởi đầy, bưởi của nó là bưởi của nó là bưởi gì ta? Mà nó không nói được, bưởi này. Còn bưởi này là bưởi Việt Nam. Bưởi Việt Nam, còn bưởi nó là bưởi Hà Lan. Bưởi bằng mút á, vú em mà cao su à, bóp vô nó thấy liền. Ha. Ai mà bút kẹo trước em biết con nó lại mà. Không phải Hương Trăng, cả nhà không phải, không phải phải bưởi mà mình nói cổ tâm nó hay nói ai nè. Nó nói Kim Anh Trần lúc nào like cũng kê hai cái lên bàn gì à. Mình nói vậy thôi chứ còn mình phải bưởi gì. Bưởi này chả hơi mất cỡ nha. Bưởi này là cha mẹ cha mình mà. Người thật, bưởi thật cái đâu có phải giả như nó đâu, đợi trời. Giả độn lên vậy nè. Độn xong ngồi gì nè. Độn đúng không? Này ta đâu có độn đâu. Bình thường trong xã hội. Bình thường trong xã hội. Chả hơi mất cỡ. Ơ à, Linh Hứa à, chào Linh Hứa, trời trời. Linh Hứa cha chị bom nổ quá trời. Chào, cảm ơn họ mất cỡ, lâu giờ cũng vô nhà rầm. Ơ quay, người ta nói sao? Ờ, rầm ghế nhà tôm. Ừ. Trời ơi, chào Kim Phụng Thị nha. Ngồi đây, con nó kêu mẹ ơi, với hồng nữa nắm quá không đi đâu được cái chân. Về Nha Trang còn có hơi nắm ở gió biển, gió bắc rồi đó. Còn ở đây là xét luôn, nắm, nói sao, nó không có gió luôn cái nhà. Người Sài Gòn ta sống, ta quen rồi, còn người Nha Trang sống cũng quen rồi. Có khí hậu biển á. Linh Núi có nói rồi, Linh Núi ngon lắm nha cả nhà. Trời ơi, tối qua Linh Núi lại mặc đồ, trời ơi, đã lắm cả nhà ơi, mặc bộ đồ đen kiểu như 007 vậy. Đẹp gái lắm ạ. Linh Hứa muốn xem mờ lại, mình có lỗi với xem mờ, mình muốn xe của anh xem mờ mà con mình cho nó mướn xe khác rồi. Bởi vì kệ đi, em nó hiểu, còn nó không hiểu là kệ, chứ mình biết sao giờ. Chẳng lẽ mình chẳng lẽ mà mình làm gia đình mình nhỏ kinh lộn kinh lậu, mình làm theo cái ý của mình, đúng không? Làm cái ý của mình á thì CM không có tội với CM, mà mình đây mình có tội mình cũng bù lại tội lỗi rồi. Tội lỗi là mình muốn xem mà đặt xe em nó rồi mà phút chót cái con nhỏ con cái. Đâu nói mình được đâu cả nhà. Nó không có nói mình, phải chỉ nói mẹ ơi mày đừng có đặt xe. Con đã ở khách sạn con đặt xe con rồi. Con chỉ lại rước cha mẹ thôi, nó không có nói gì á. Tối hôm qua nó lấy xe đó ra đón mình khách sạn. Khách sạn này á,
Nó nói mà mình cũng hiểu, nó nói mẹ ơi xe đâu đón mẹ khách sạn, mà mình tưởng khách sạn này lấy xe đâu đón mình. Mình cũng kêu thôi, đáng số là thằng cháu mình á ở dưới Tiền Giang, con của chị ba lên đón mình, nhưng mà nhà chị ba mình có 3 chiếc xe để không sao không? Đó ở dưới đó thằng Tùng á, nên là nó đón mình mệt quá với xe qua xe M, còn nói với xe M giữ quy à. Ông nói để tôi đem đồ xuống dưới khách sạn trước đi hả? À, chú qua đời đây cũng ma. Trời ơi, ông chồng tội ông. Trời ơi, c'est John qui m'a mari hả? Ông nói bà cứ ngồi nói chuyện đi, để tôi đem đồ xuống khách sạn. Để đầu, để cái chỗ mà trước khách sạn đó, lên nước để con nó lại là vừa. À nhè vậy á, cả nhà xe mà được đúng cả nhà, nó đâu có giận dữ gì mà mình, nó đã mình đặt xe người ta hai cả tuần lễ rồi, tới giờ đó ngày đó mà tự nhiên vậy, chắc em nó cũng hiểu cho mình đúng không? Em hello chị khơi trường nãy ăn phở rồi, em sắp về quê gặp chị rồi. À, chị khơi trường ở Nha Trang mình mà, chị thấy cái mặt móc em không? Đó có gì oui. Chú vừa được đến cúng ma phân được sắc hút đa bô đi oui. Còn sao cái giỏ sắt này nó bự nè, mà đi sao nó kéo sao nó máy bay nó quăng sao mà tự nhiên giờ gãy cái móc rồi, mình để lại cho người nhà mình đi. In bạc in hả? Chạm này chạm kéo anh thôi, chạm kéo với mình ở đây. Ông chồng thấy tội không cả nhà, tự kéo. Tự kéo, giờ kéo đớ. Có ông chồng tay cũng đỡ âm, mà ghi rong chi ở cả nhà, hiền âm. Ừ. Mình làm gì làm mà, có cô. Chào Úc Sinh nha. Đó, mình ngồi nói chuyện, thoải mái. Mụ nội khách sạn nó lấy gì đâu, khách sạn này cả nhà giống quỷ giống ma đó. Ừ. Thì cái khách sạn này ở con đêm mà 700-800 mà 700 coi nè, cái máy lạnh nè đó, nó chẳng nóng gì chân á, ô nó chẳng mát gì cả nhà, bên đây sẽ biết gì mà chẳng mát gì á. Cái phòng mình nha, hồi mình về mình quay cho cả nhà coi, cái phòng mình mà vừa mở là nó bật lên là nóng, nó mát mắt rợi luôn à. Chịu đời không nổi rồi, như con heo chết nè. Ông chồng ông làm gì làm, mình nằm đây cho nó, mình nói chuyện cho nó thoải mái đi. Bởi vì ông Tâm nó nói mình á, không có giá trị gì chồng mình. Mụ nội ơi, mình không, hỏi Linh Hứa à, hỏi Linh Hứa biết chồng mình á, mà mình chồng mình sợ mình sợ con chứ ta. Trời kỳ ngộ, ở đời có cái kỳ, chồng mình sợ đúng không? Mà không sợ chồng, sợ con làm sao? Hỏi cả nhà coi thử biết nói sao. Trời, nằm cái bữa rồi nó lăn xuống nhiều quá ha. Ừ. Cả nhà ơi, mình về quê, mình quay nhà mình, quay cảnh quê khổ đồ, cả nhà đừng cười nha. Có cười cũng chịu, có làm gì đâu, có chết tay nào đâu. Ừ. Quê hương sẽ sợ mình khổ thì chịu khổ đúng không? Chừng nào mình xuống Nha Trang mình quay á, cảnh đẹp đồ Nha Trang thì nói gì, mình ở trên Diên Khánh á. Ừ. À, mặc đồ Việt Nam nè. Chị Liễu Thị chào cả nhà vô ủng hộ mình. Mình nói rồi đúng không, cái kênh phát triển có làm một cái ăn ha. Kênh phát triển mà bật kiếm tiền mình hứa rồi. Đó. Ừ. Anh trai Trường Dương uổng quá đi về mà về Việt Nam không gặp anh. Đâu kể đi, mình còn thời gian mà. Ai đây? Nói trang điểm gì? Mà Nha Trang đẹp mà chị Hà Cô Lon. Nha Trang đẹp mà nói Nha Trang, mình nói quê mình ở Diên Khánh, cách Nha Trang 8 cây. Trời xin mời em yêu. Xin mời được lắm nhân cả nhà. Chị ơi, ghi chị ơi, cái uy tín hơn mà giờ uy tín, mình lấy uy tín này cả gia đình mình nó chẳng lẽ con mình nó muốn xe mà giờ nó đi một chiếc là mình kêu xe mờ chở mình đi một chiếc đúng cả nhà.
em nó thông cảm cho mình là được rồi. Nó là chủ xe mà. Ừ. Rồi, ông chồng lên kéo nữa kìa. Merci mama ghi. Oh la la. Chị Ado ghi. Je t'aime beaucoup. Je t'aime tout la vie hả? Nịnh chồng á. Nó ông tội nghiệp ông quá, tôi thương ông cả đời luôn. Ta nói chào trục tưng nha. Ta nói ở đời mình á, cái miệng của mình làm cho chồng mình ghét hay chồng mình thương là do cái miệng nha cả nhà. Ừ. Xem mờ khỏi nói đi. Thì mình qua Pháp rồi lúc nào cũng có chị em mình quán chị em đúng không? Ừ. Có gì đâu, xem mờ nói cái gì mà nói bỏ đi làm sao? Đây là bài học. Trời ơi. Kể nói em. Ta nói học đời học đồ. Có gì đâu. Em không chở chị chở người khác gì đâu. Đúng không? Trời ơi, có 200, có bao nhiêu đó rồi. Em ghi cho chị nó cái uy tín hơn. Đúng không? Kể. Uy tín. Em hiểu chị là được. Còn em hiểu chị là do em thôi. Em mà không có thông cảm cho chị thì em chị đâu có biết nói gì hơn nữa đâu em. 100 lần xin lỗi em. Rồi biết sao? Phải chi mà con mình nó nói là bên Pháp nó nói em ơi đừng có lại. Chuyện khác. Nó giỡn chơi mà chọc xem mờ vậy chứ. Chuyện gì? Đâu có chuyện gì mà để nói đâu. Ê. À, có đưa qua đi. Ủa? Em đưa ra gái ghiếp? Non, mais on va attendre 5 minutes, 10 minutes, c'est moins 5 là. Ông nói đi xuống đi. 5 giờ. Nó lại rồi. À, bỏ đồ. Chuyện bình thường. Giờ đi về quê, trên đường mình mới mua cái kẹt đó. Kẹt đó. À trời, trời cái quẹt nó rớt trên đây không chịu lấy. Hồi quên nữa, à trời. Dù phân in sao giết, cầm sao xin mua về là. Ô quà bà, chị bà gầu. Mua cho ơi, hôm qua mình quên tráng nè, mình ăn cho nó giòn giòn, nó thơm thơm. Phân cà lý nó. Cúp bê luôn mẹ. Rồi. Quá là. Giờ đi. Xây lại. Ờ. Mò xanh là kiếm năm mà. 10 giờ kiếm năm. Chuyện bình thường. Trăm sỏi. 10 cũng buồn. Tối qua cũng đâu làm mình đâu. Mà cũng đâu rảnh đồ lại. Ai cũng có công chuyện hết trơn á. Trời ơi, đi ra khỏi phòng nó nóng quá đi. Bụt qua. Chị xu lắm. Ôi lớp vali. Tôi để ra đứa xong. Dạ chị 42, chị đợi giùm em xíu nha chị. Chị ra để tên và bàn giúp giùm em nha. Rồi đợi giùm em. Thôi mua đứa xong luôn. Đứa xong xong. Đây. Đám chồng ấm đem xuống với thằng Lầu. Đứa này xem rồi bốc tiền xanh nữa. Cái giỏ này tôi xách cho. Quần áo với giày này nè. Xe tới rồi. Bà con bà đón bà. Cái xe mà nó bướn là ngày hôm qua nó xe đó lại khách sạn chở mình đó cả nhà. Ơ nó lại sân bay đón mình đó. Dạ về. Giờ đi xuống. Dạ. Chị phải lưu mà đi bút đi. Nó ông nói cho để chăm làm.
ông nó cũng tự làm. Chị Lu, anh cái chú này tôi nói để tôi phụ cho, ông nói để ông làm. À, cái đó nó nặng lắm, nó bị gãy cái cây gãy rồi. Ừ. Ở khách sạn gì đâu mà nói thiệt nha, ở khách sạn mà không bằng cái nhà của mình nữa trời. Không có phòng nước, ở bên không có cái bể muốn tắm. Mình có cái bể tắm mình vô mình nằm mình giặt nước chứ không. Cho ông đỉnh này luôn đi. Ừ. Chú Phan Sa Chi, cho ông đỉnh cái này luôn đi. Mình chỉ cầm cái miếng cán thôi. Cô ơi, cái thằng cô sử dụng một cô đâu mà. Một chai chào đâu mà. Chỉ có 20 lịch thôi ạ. À. Chà gì? Dạ, một chai chào đâu mà. À Trung. Ui. Bà bá, tôi được ra phân cái cô xua là tờ son. Chịu con là trả 3 triệu, chiều 18 giờ sẽ có. Đâu có uống cái gì đâu, chồng nó đâu có uống cái gì đâu. Không uống gì nữa. Ui. Mấy cái chai nước đó là tôi mua đem về đó. Mình không muốn gì chồng mình cũng không muốn gì hỏi thôi. Kết chú đi. Nó ly xe ô cúp bê đồ gia bi. Ông chồng không hiểu gì chân. Để hỏi lại chồng nha. Ông coi. Chú Dên ba ba. Dân dập bắp một lên đỡ quăng đồ tên dành canh dầm ca kênh. Chú qua cái cô su đông là xong nó. Chú qua bú tay uống cái cô su nó. Uống cái gì vậy cho nó không? Nó không có uống gì chân á. Quá là sao bộ. Em đề măng đề. Ừ. Mấy chai nước suối này mình mua mà. Đừng. Đâu cũng cái gì đâu. Uống thì còn phải có. Uống thì phải có lon liền ở trên đó chứ. Mình lì xì không hết, nó mình uống mình không đưa tiền sao trời. Cảm ơn ai? Dạ, cảm ơn chị. À, mà phải nói cho đàng hoàng. Ơ, quý lại rồi, xì lại rồi. À, con. Con sao ba ba? Xin lỗi rồi, cả nhà ơi, tôi chào nha, cảm ơn nha người đẹp. Dạ, tạm biệt. Rồi, xe tới rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. À, con, trời ơi, rất kinh. Chân, xuất hiện. Cảm ơn nha. Dạ, có mấy tiếng. Dạ. Xe tới rồi. Chào em trai. Rồi. Alex sẽ tới rồi đó em yêu. Mình nó thuê xe này nè cả nhà. Ở tối qua nó cũng giống mình đó. Để đi. Cho bông má trái nha. Má Phi là con gái nó còn đồ nha. Con gái nó biểu lại đón đây trước hả? Ok. Con gái nó kêu đồ đạc của mình nhiều lại đón mình trước. Quá là. Chú ơi đứa quăng. Hả? Quay. Chú ơi đi đứa quăng. Quay rồi quay đứa quăng được phải cầm xa. Mình đòi ngồi trước để mình quay cả nhà. Quay YouTube nha, YouTube. Trời mấy cái con nhỏ nhỏ gì nó rất tùm lum như nè. Con mèo. À, con mèo đồ hả? Ê, đó. Chị mê la ceinture hả? Quay với attends. Ông chồng nó nói, ông nói bà phải ở trước phải ấy sang xưa. Attends. Từ từ à. Quá là gì được không? À
toàn nó nhiều quá nó che rồi. Gì đi làm gì đi đó. Ông chủ xe này phải cắt cái đồ kề kề cũng ngon ha, mà ông cắt kề gì đi. Đó. Mở nhạc có chuyện kể mở nhạc đâu, bật YouTube đâu, mở kiếm tiền đâu, sợ. Mở thoải mái. Xe có máy lạnh rồi lạnh, trời chịu chứ ở ngoài đời chịu đợi, ở ngoài đường chịu đợi không nổi đâu. Con tôi nó xe nó thuê xe em là tôi phải hủy bỏ một cái hợp đồng thuê nè, người ta dặn tôi, nhưng mà nó con nó về trước 4-5 ngày nó thuê rồi đó, tôi đâu có biết đâu, bởi vì tối qua tôi xin lỗi người ta nè. Con tôi nó thuê em, tôi đâu có biết đâu. Tối qua em ra đón chị đó. Tại vì có cái người mà thuê xe trong đây nè, ta dặn. Dặn chị đó em. Tiết Ngọc, chào em nha. Cảm ơn em. Thu Hồng, quên Alice sẽ gửi cho em cái mà chị đem về tối qua cho em lại được. Cái đó cũng ở Việt Nam chứ không phải ở Pháp gì đâu. Để cho mua ba cái cho nói em rồi đó. Làm cho mất lòng cái đứa con nó về 4 ngày nó thuê xe của cô em trai này. Bà chủ xe à, hiểu cho tôi được không? Chẳng lẽ giờ nó thuê xe em rồi chị thêm một chiếc nữa, gia đình đi 2 chiếc ra Nha Trang cũng kỳ kỳ đúng không? Đây là thay đổi mà đâu, em biết rồi đúng không? Con mình nó thuê xe em rồi, bây giờ thuê người khác rồi, chẳng lẽ giờ đi 2 người 2 chiếc xe. Một gia đình mà đi 2 chiếc xe kỳ không? Chào anh Phó Trường Giang. Anh Phó Trường Giang khỏe không anh trai? Cảm ơn anh trai nha, em về tới quê hương xứ sở Việt Nam rồi anh. Đạp lên chân đất mẹ rồi. Đặt chân lên đất tổ quê hương của mình. Chào em trai Đức Hòa Biển Xanh nha. Đó, đang đi trên đây nè, quay cho nó. Giờ anh này, anh lại khách sạn của con mình. Đây xe con mình, đây con xe mình, con mình nó thuê em trai này nè. Nó ở khách sạn đó, nó đi em cho anh thì chở đi nè. Một chút nữa lại là gặp cô ta là mình ngừng vô chút nha, mình quay cái cô ta chửi chết á. Con của cô chị nó khó chịu, em thấy không? Chồng thì không sợ mà sợ con sao ở đời cái lạ trời. Ông chồng thì coi ổng như là như mình nhá, muốn làm gì làm. Con thì sợ như là sợ cọp vậy trời. Hai bạn gái này bà cầm quyền mình á. Mình nói cái lời nữa đó, mình cái nghiệp cái mình phải trả nợ. Đó xe ngon mới lạnh đồ mát luôn cả nhà. Em mở mắt xem mông được hả? Chưa. Mở mắt cho môn đi, quá là Messi. Ồ, đã quá trời. Cho ra đường chịu cũng đổi, nổi đầu nãy đi không hả Alice. Nãy chị em mình đi ăn phở không mình nó nóng trời đổ mồ hôi em thấy không? Hát nghe cái gì trời. Giờ đang quay đi mát gì, về Nha Trang đi. Nó mở cho kéo hát mà. Cho mà thấy. Nhưng mà còn mát được nữa, phải kéo ra ngoài đường. Còn không kéo xuống nhà dòng họ mình ở dưới cách mấy cây số. Quậy tướng bừng, còn ở nhà mình đâu quậy được đâu. Mẹ mình bệnh mà, già nữa. Đó, anh Phó Trần Văn khỏe anh trai. Giờ mình nói là anh trai, chứ ở bên Pháp mình hay gặp là anh yêu, anh
xíu. Ở trong này chị làm cho chút là kiểu làm như là giao lưu cho vui đó em. Với chị nói mà khi mà kênh mà bạc kiếm tiền mình chia cho những người ủng hộ kênh mình đó em. Với chị về chị cầm lô tô qua chị sổ chị, chị ăn cho những người đó. Tùy theo mình 100.000, 200.000, 500.000, 300.000 hay gì mình có, như mình làm nhiều tiền của mình mà. Mình không có kêu gọi ai, ai thích thì kêu gọi, ai thích thì ủng hộ cho những người người ở Việt Nam ta khổ hay gì đó. Ủng hộ mình có công sổ thôi, còn tiền bạc họ gửi về đó thì chung cho người ta, hiểu không? Đó, cái nhà thăm. Nam. Cái đường này đường gì đây? Đây à? Đường này đường Nguyễn Thị Minh Khai. À Nguyễn Thị Minh Khai, cái đường này Nguyễn Thị Minh Khai cả nhà. Con ở khách sạn lớn không? Con chị á? Vâng, lớn ạ. Nó ở khách sạn lớn là sao nó thuê cho chị cái khách sạn gì mà chắc quê. Nhưng mà đây là quận 1 đấy. Quận 1 là thế là được rồi ạ. Nó thuê khách sạn chủ cho chị nhưng không có cái bể tắm gì. Dạ. Còn thì nó ở thì khách sạn ngon. Đó, em muốn... Úc Sinh nghe nhạc thì em trai này mới nghe nhạc đó. Nghe đó, nghe đi. Em này nói nó thê cho chị là quận 1 là tới ngon mà ngon gì đâu. Nó thì ở khách sạn lớn. Thu Hồng Nguyễn là tên của con mình đó, con nhỏ lớn này nè. Nó tên Nguyễn Thị Hào Thu Hồng. Mà giờ nó qua bên nước ngoài là nó đổi là tên khác rồi. Chị ta ở đây hả? Vâng. Chị ta ở khách sạn này, ở khách sạn con đường này nè. Con Luna, con chó nó cho tội nghiệp với nó thở hập hập hập. Nó đi qua trốc kỳ, chị đi qua nó, chị nó nằm trên giường chị ấy nha. Nó cáo lắm, chị ôm nó hồi nó xuống dưới chân chị à. Nó không thích chị ôm. Mà hôm qua thấy nó thở, thở thì tội sao luôn. Chào chị Bằng Lăng nha. Chị phém chị, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị vô ủng hộ kênh, vô chia sẻ vui. Mình có bằng lái xe con ở đây mà mình cứ sao mình chạy được trời, xe chạy tùm lum tùm la đâu chạy đúng. Nó ok, chắc con mình nó gọi á. Vậy đi nha cả nhà, một chút nữa đi trên đường mà mình lén lén mình quay. Bà con có la à. Đó rồi, bên anh đang ở 47A bên trái thôi. Ok, đang ở dưới nhé. Mình đang ở dưới khách sạn rồi. Đúng rồi. Được, rước rồi. Ok. Mình tắt nha cả nhà, con nó xuống là mình sợ bà này lắm. Sợ bà này. Chào cả nhà, để mình quay ngược lại mình chào coi. Chào cả nhà, sợ bà công chúa này lắm, bà hay la chửi lắm. Mình tắt nha cả nhà, thông cảm cho mình đi. Con mẹ mà sợ con là có vấn đề đúng không cả nhà? Nhưng mà mình sợ là sợ nó mang tội với mình, sợ nó la mình rồi nó mang tội. Con cái mình la cha mẹ là mắc hiếu đúng không? Bởi vì mình nhịn, hai bà con gái mình phải chịu thôi. Em tạm biệt nha, về tới con trên con đường. Ba ba, qua tút đi. Chào tới, đi tới con đường thì mình quay. Ghé ăn cái đầu mình quay, mình nói con mẹ quay, mình có quay mặt con thôi. Được không cả nhà? Vậy chào nha, tạm biệt. Nó xuống bây giờ nè.